Mình tới đây thì mình không có thích cái chỗ nào, mình chỉ thích cái chỗ mà đi qua nó lạnh lạnh, chỗ có vàng. Mai mốt đi suối vàng đi qua Đài Loan á. Suối vàng là sao cơ? Đài Loan mà đi Đài Loan á. Đài Loan. Xã Đài Loan á. Xã Đài Loan hả? Đài Loan, Đài Loan. Đài Loan hả? Đài Loan là thuộc In Vivo đó. Là có suối, cái suối đó là tên suối vàng hả cô? Ừ, ta làm vàng luôn á. Ta làm vàng đó hả? Đi đẩy vàng. Đi đẩy vàng? Ừ. Dạ. Nhưng ta đã đẩy hồi xưa luôn. Bây giờ họ cũng kiếm, họ cũng còn. Dạ. Tết rồi. Ngon hả? Ừ. Sáng nay thì mấy anh cũng đi bắt cá tiếp. Mình với cô Hạnh với anh Hà thì cũng đi theo. Mà không dám đi xa, tại vì không biết cái khúc nào mà quẹo ngược trở lên đặng đi về luôn á. Cái bông này chim nó đem vô rừng ha, mình ở trong rừng mình đem ra ngoài tờ, ở ngoài mình tầm hả cô? Chim nó lấy của mình hả? Đem vô hả? Của rừng luôn mà. Của rừng hả? Vậy mình lấy trong rừng mình đem ra mình làm giống hả? Đẹp ha. Nó múc ngọn cây kia nhóc luôn. Mình với cô ngồi trên cục đá chờ mấy anh ở dưới đi lên. Thì sáng nay thì cô khỏe hơn ngày hôm qua nhiều rồi. Mừng rồi. Cô ngày hôm qua nó chích cô, cô vừa đụng vô là nó chích lên liền hả? Ừ, vừa đụng cầm cái là chích một phát là nó te luôn. Te từ từ cái nó ăn tới cái ngực, cái vú gì đó. Mà nó đau hả? Đau hết luôn. Nó đau nửa người. Ừ, đau hết cả người luôn. Nó đau nửa người bên kia. Bên này. Dạ. Ừ. Hôm qua đó cô cũng mà quên. Dạ. Cô lấy của con nó bùi cho cô này, nó rồi. Con tê, con nhớ nhưng mà con không dám nói. Sao không dám nói thì cô lúc đó là đau quá rồi thì cô nói cho con biết rồi nha. Cái gì, chuyện gì á, cô lấy cái đó ngày rồi, hôm qua rồi. Vậy là nó hay. Lúc về sau này cô thấy đau quá. Cái cô mới lấy của mình cô bùi lại, không ấy nữa. Vậy hả cô? Đầu tiên nó làm luôn rồi con lấy của con đó. Trong tay cô là vậy hả? Không có nhức, không có đau. Vậy hả? Ừ. Cái hôm mà không ráng cắn cô nữa. Dạ. Ừ. Vậy là hồi cô bôi lên là nó hết nhức luôn rồi hả? Ừ. Vậy hả? Hôm qua con nhớ nhưng mà con không dám nói. Trời. Con nhớ mà con không dám nói, con nói sợ tới tầm 7. Tầm 7 đâu. Lúc mà con ráng cắn cô mấy cái năm phía trước cũng vậy. Dạ. Ừ. Nhưng mà con không, cô đi đường mà con ráng một con nhỏ xíu mới bằng sáng, mới 7 giờ sáng là con nó ráng đó là bà u trời ơi, nằm tại chỗ luôn, nó sưng phù luôn. Cái người đi sao cũng nhờ đi sao á, đi sao cô á. Dạ. Người ta biết kiểu cái đàn lấy đó con bùi nó sẽ xuống mà. Vậy hả con? Như con ăn bữa hẩm, con có cánh thì không được phải không? Ừ. Con bỏ xác á, bỏ xác á thì được. Con ráng thì được. Dạ. Con nhớ mà hôm qua con không dám nói, con thấy cô đau quá, con sợ con nói thì cô la. Không, cái đó cô cũng sao, Khánh biết rồi, nó không làm cho cô không nhớ cái đó. Dạ. Tại vì con chưa từng có kinh nghiệm cái đó mà con nghe cô nói. Mà con không dám nói, con thấy cô đau quá, con không dám nói. Thấy cái đó hôm qua là vừa mới chết là mình làm luôn mà nó khỏe. Vậy hả con? Nó không nhức, không nhức không đau. Vậy hả? Cái đó của mình đọc nhất á, đọc tự đọc á. Dạ, đọc hơn con đó nè. Ừ. Hồi xưa có cái đà kia cãi nhau. Dạ. Cãi nhau cái đà kia nữa là ăn của tao. À. Con đó nó quét, cái đó là còn cái bọc đó. Dạ. Quét cho lên hiếm, sai liền á. Té xỉu. Xỉu luôn, nhưng mà không chữa là chết luôn á. Ghê vậy? Ừ. Đó, mấy chị cái đà. Dạ.
mà cô bị vậy rồi lần sau cô đi rừng cô bị nó chích nữa chắc không sao, cô có kháng, có đề kháng rồi đó. Ừ, chắc sẽ cô có đề kháng mà con kháng rồi ông rồi con này rồi hết con nào hết câu nào chích câu được nữa rồi đó. Hôm qua nhớ một khách kêu là chắc con mất cỡ hả? Dạ ý là con không biết nói vậy, con thấy cô đau quá nhưng mà con nhớ nhưng mà con cũng không biết là nói sao. Trời hả? Dạ con muốn chơi mà con quay cái mắt lại con móc của con bùi cô không sao gì hết vậy hả? Ừ. Con thấy mất cỡ cái con quay sau lưng con bùi con làm gì con bùi cô không sao. Dạ đó là đẹp con. Dạ dạ. Dáng con gì, con rít gì làm được hết. Dạ. Nhưng mà giờ sáng nay là hết đau, tay cô hết đau rồi. Hết rồi. Chỉ phải tê thôi. Tê thôi. Tê chỉ còn thuốc tê của nó thôi. Thuốc tê thôi. Hôm qua vô mặt bọt nó vô, con sợ nó đó. Cô đau, đau giống như đau đẻ không cô? Hơn chứ. Hơn đau đẻ hả? Đọc của nó ra nó đi hơi nó ăn hết chữ hàng cái này nó ăn hết. Dạ. Hơn đâu đẻ nữa hả ta? Ghê quá hơn. Chơi đi. Mình đi tới cái chỗ này á, cái cảnh nó đẹp lắm. Trên kia là nguyên một cái cục đá thiệt là bự luôn. Ở trên kia thì cái cục đá vậy mà cái cây nó mọc lên nó sống được hay thiệt á. Cái cho em còn nước không? Đó. Uống hết đi. Đây em lại chai sao cùng để tiết kiệm hết. Đúng rồi, ly kia còn hai chai. Ở đây có nhiều cục đá nó đẹp lắm. Ví dụ như là cục đá này. Rồi cục đá này luôn. Nó toàn do hà mà đây mình đem về nhà mình chơi được cô. Mà có điều từ đây mình khiêng lên tỉnh nó nặng quá. Cái cục đá này nó đẹp đẹp không à? Hôm qua con lấy cục đá này con chọi cục đá kia mà nó ra khối, nó xịt khối luôn con. Tới rồi hả anh? Lên. Tới trên tảng? Chưa. Chưa tới đường lên hả? À, mình tới cái đường để đi lên chỗ mấy chiếc xe dựng rồi. Từ đây lên đó thì khoảng 2 cây số nữa. À, cho nên là bây giờ là cái giây phút mà mọi người đều tắm rửa ở dưới suối để đi lên bờ. Thì mấy anh nói là mình tắm xong mình bận đồ ướt lên tỉnh là nó khô luôn á. Chứ nếu mà mình bận đồ khô đi lên tỉnh thì hồi nóng lắm chịu nổi. Đi trên cái mấy cái cánh rừng ở trên kia. Nó nóng lắm. Giờ thì cũng là 10 giờ mấy sáng rồi. Con vậy mình bận đồ ướt về nhà luôn hay là mình sao? Về nhà luôn. Ướt về nhà luôn hả? Cô để về tắm luôn hả? Thôi con thay bộ đồ ngày hôm qua ra ăn tắm. Tắm đi. Dạ. Tại vì chiều hôm qua mình không có tắm, hôm qua thiệt là mình ở dơ. Tại vì tối rồi, không dám tắm. Mình thay đồ ra xong rồi, cô Hạnh đang tắm ở khúc dưới. Mà khúc dưới thì không có cái cây cổ thụ ở trên này. Cho nên là nắng lắm. Đó, ở đây có một cái cây cổ thụ bự lắm. Ở trên cái cây này nè, nó có những cái cây tổ chim. Rất là đẹp, mình thích cái cây đó lắm nhưng mà nó nằm mút ở trên đó leo không được. Mình thấy mấy cái cây đó là người ta hay đem về nhà. Cái người ta treo lòng thòng ngay chỗ tiết cửa. Thế là nó cũng sống bình thường luôn. Nó giống như cái vỏ sò ụp lại vậy á. Rồi nó cũng có cái tua đi xuống. Nhìn nó hay hay, nó lạ lạ mà nó đẹp. Hình như cái cây đó mình chỉ chơi vậy thôi chứ nó không có bông. Nhưng mà nó lạ, chỉ có ở trên rừng mới có thôi chứ ở dưới đồng bằng của mình thì không có. Mấy người bán lan người ta, mình cũng không thấy người ta bán cái cây đó nữa. Mình thấy người ta bán lan thôi. Giờ mình tắm. lạnh thiệt. Thôi đi lại chỗ cô Hạnh đi. Trên đường xuống sống đó, con tôm trắng á. Cái đường xuống sống nó màu đỏ á.
tắm xong rồi cái đi về luôn. Mình đi gần đợt này thì mình cảm thấy là mình rút được nhiều kinh nghiệm lắm. Thứ nhất là mình mỗi một cái cánh rừng thì có một cái loại con vật và một cái loại cây khác nhau. Nếu mà mình không biết á thì mình sẽ bị nó làm mình cái gì đó. Như cô Hạnh cũng là dân đi rừng, nhưng mà cô Hạnh cũng bị, tại vì cô Hạnh không biết. Nó lạnh thiệt là lạnh luôn. Mình ngồi xuống đây mình cảm thấy nó lạnh lắm. Y như là mình ngồi ở trong tủ lạnh vậy đó. Hồi nãy lúc mà mình đi thì mình có thấy là hai băng nữa. Một băng thì phía trên, một băng thì phía dưới. Người ta cũng đi bắt cá giống như mình ở đây. Mình nghĩ là người ta cũng đi bắt để về ăn Tết. Đây là cá mà sáng giờ mấy anh đi bắt nè. Ủa, có cá lóc nữa. Nhóc cá lóc luôn chứ. Lóc này cá lóc suối nè ha. Có con ếch hả? Cá này người ta ăn gỏi cá nhãi. Làm ỉa cá đi. Ăn cho lấy không? Lấy luôn. Hồi nãy giờ là mình với cô Thí Man ở đây nè, là đi bộ từ ở dưới chân núi chỗ bờ suối đó mà đi ngược lên trên này, là nghỉ chắc cũng 4-5 lần để thở á. Nhưng mà mỗi lần mà sắp được thở là coi như là nín thở luôn. Mà cái người mà đi giỏi nhất á là cô Hạnh. Cô Hạnh là lên sớm nhất luôn. Giỏi nhất là 300 ngàn. Cô Hạnh đạt giỏi nhất. Kế nữa là anh Tèo đây. Anh Tèo là anh Tèo số 1. Anh Tèo số 1 nhưng mà anh Tèo còn thanh niên. Thôi cho anh Tèo số 2 đi. Số 7. Không phải. Không biết chữ hàng nào nữa. Có nghĩa là có 7 hạng thế nào được danh 7. Ấy. Ha. Ôi, mình cũng không tưởng tượng được là mình cái sức mình đi được vậy luôn á. Múc ở dưới kia ghê cả, múc ở dưới chân núi xa thiệt là xa, múc dưới kia. Cái này là mai nó còn bánh coi. Nó còn có chỗ mình lại. Cái đường này nó mình nói thiệt là bạn này mình về á. Hai cái đùi của mình còn chắc hơn hai cái đùi của con ếch nữa. Mấy anh ở đây anh nào cũng le lưỡi hết trơn. Mà cái này chỗ này nó gần. Lên đây đường này nó gần hơn. Đặc biệt là có anh Tèo. Anh Tèo nói là ngày nào anh Tèo cũng phải đi gần vậy. Thì cũng giống như cô Hạnh vậy, mà một ngày anh Tèo đi bận đi 2 tiếng rồi bận về 2 tiếng. Đi vòng mình đi bộ vậy anh Tèo. Thì đi bộ chứ đâu có đi xe. Ghê vậy. Công nhận anh dữ thiệt á. Đã nói lên rừng lên núi thì phải đi bộ cho xe đi thì làm sao mà có đường người ta đi. Là quanh năm suốt tháng anh đều đi vậy luôn hả? Thì có tháng thì mình mới đi chứ nếu mùa này thì cũng mùa màng. Mùa nấm là đi. Nấm 365 ngày mình đi hết 360 ngày. Nấm là nấm gì Tèo? Nấm chi á. Ở đây anh Tèo bán ra cho người ta nhiêu ký? 300 mấy gần 400 ngàn ký. Là khô chưa hay là tươi? Tươi. Tươi hả?
thì năm nay nó rẻ hơn mấy năm ngoái. Năm ngoái là giá là 400 mấy ạ ký. Dạ hả? Còn năm nay 300 mấy, gần 400 ngàn ký. Mà một ngày để được mấy ký? Thì tùy anh. Ngày có khi được 2-3 ký rồi. Vậy hả? Ừ. 2-3 ký. Vậy thôi. Giờ nó hiếm lắm. Giờ anh có đem cơm theo không hay là nấu cơm làm? Thì đi, nếu mà mình đi thì mình mang cơm từ nhà ấy. Uh-huh. Đi sáng đi chiều về thôi. Đi bộ vậy á? Đi bộ. Hay thiệt luôn á. Đi hai người đó. Đi hai người. Hai người hả? Dạ đúng rồi. Núm thì nó nhẹ hả con? Nhẹ mà đi như là mình đi không mang một cái túi gì đó. Có mấy ký mà. Có 2 ký thôi. 2 ký. Nếu mà được lắm thì được 3 ký, không được thì có 1 2 ký thôi là hết à. Anh Tèo ơi, như mùa mưa anh đi kiếm nấm á, mà anh đi vô gần cả ngày vậy rồi lỡ mà nửa chừng cái trời mưa lớn hay tầm gần rồi anh làm sao? Thì mưa thì cũng đi đại mưa chứ đó, đã đi rừng phải đi mưa. Mình đâu có mang được áo mưa đâu. Dầm mưa luôn hả? Dầm mưa luôn cả ngày luôn, có lúc mưa bão thì mình dầm cả ngày luôn. Rồi cây lớn nó ngã làm sao? Thì mưa bão thì mình, nếu mà cây nào mà nó ấy thì mình kiếm cái đường mình tránh chứ. Vậy hả? Ừ. Trời mưa anh cũng phải dầm mưa đi luôn. Thì dầm mưa phải đi, đã lỡ đi rồi phải đi luôn. Rồi ví dụ như đang ở nhà mà biết bữa nay trời mưa vậy có đi không? Thì ở nhà thì nếu thấy mưa quá thì mình nghỉ. À, còn lỡ đi mà lỡ đi trong rừng thì... rồi thì đi, mình phải đi luôn. Vậy hả? Hay quá. Em nể anh thiệt luôn á. Anh cũng nể em thiệt luôn. Hồi nãy kêu quay cái đường kia không chị? Đây là thành quả đang chia của anh Nhâm chia. cá khô thì được 6 mấy ký, 3 ký rồi anh Nhâm chia ra mỗi người thì nửa ký. Còn cá tươi á là mới bắt hồi nãy nè. Cá tươi 20 ký. Là nhiêu, 2,5 ký. Có cái bình gì không? Mà nãy giờ anh Nhâm mà lấy cái cân đúng 100 ký mới cân được cá này. Từ. Đạp hả? Dạ. Em đạp là hết ăn. Giờ là 4:15. Thì mình với cô Hạnh mới vừa về tới nhà. Mình bữa nay mình chở cô Hạnh từ trên đó về đây. Chắc cũng hôm qua đi chắc cũng 100 cây ạ. Thấy cô? Bữa nay về cũng 100 cây nữa. Hôm qua cô Hạnh chở mình, còn bữa nay thì tay cô đau cho nên là mình chở lại cô Hạnh. Bữa nay thì mình được đi để biết mấy anh rồi làm bắt cá để mà ăn Tết gần sau. Cá đó là mấy anh về mấy anh ăn Tết luôn rồi đó. Còn mấy anh ở đây thì chừng nào mới đi con? Chắc 26-27. 26-27 đi. Dạ. Còn chú có đi không? Chắc đi. Dạ. Mình bữa nay về thì mình cũng không có ghim gì mấy. Leo núi cao á, đi bộ nhiều lắm, nhưng mà thường mình đi theo cô Hạnh đi vô rừng riết rồi, giờ cái chân quen rồi. Chỉ mệt cái lúc mà mình leo thôi chứ về không có bị ghim. Bữa nay chắc con chắc ngày mai hoặc ngày mốt gì đó, rồi bữa kia gì đó con không biết chừng nào. Hay là mơ gì đó con vô đây chơi với chị hết một cái nữa. Bữa nay thì cô Hạnh có quà. Sẵn bữa nay thì mình đưa cô Hạnh luôn để cô Hạnh có tiền ăn Tết. Đây là tiền của một anh giấu tên muốn gửi cho gia đình cô Hạnh để ăn Tết năm nay. Đây là số tiền là 5 triệu. Bữa nay thẳng dịp vậy con đưa cô luôn. Anh giấu tên. Xin cảm ơn anh giấu tên cho phần quà ăn Tết năm nay. Xin chú chúc lành bình an. Xin cho anh giấu tên sau này làm việc phát tài hơn để giúp sau này cho người nghèo khó hơn cô nữa. Xin cảm ơn. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ giùm Khánh nghe. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ.